Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã được khai mạc ngày 22 tháng 5 năm 2023, dự kiến bế mạc vào ngày 23 tháng 6 năm 2023 và được tổ chức thành hai đợt. Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng về cả công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó, liên quan đến lĩnh vực tài chính, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua luật giá sửa đổi. Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về Luật Đất đai sửa đổi, Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022 và những tháng đầu năm 2023. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. Xem xét các báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Đặc biệt, Quốc hội sẽ xem xét và thông qua việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc xem xét ban hành các dự án luật này có ý nghĩa quan trọng nhằm tháo gỡ những vướng mắc bất cập trong thực tiễn, tạo sự đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật. Vì thế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tập trung phân tích cụ thể, đánh giá khách quan, sát thực, toàn diện thẳng thắn về kết quả đạt được hạn chế, khó khăn, nhất là trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ. Về những kỳ vọng với kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cho rằng phải đi vào trực tiếp vấn đề, có góc nhìn toàn diện, tổng quát để tìm ra các giải pháp tháo gỡ ngay khó khăn nội tại, đưa nền kinh tế quay lại đà phục hồi. Riêng với việc sửa đổi luật giá, các đại biểu Quốc hội kỳ vọng sẽ đưa ra khuôn khổ pháp lý để tạo sự minh bạch trong quản lý nhà nước về giá, phù hợp với thông lệ quốc tế chính sách giảm thuế giá trị gia tăng cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ rất lớn cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh nhiều khó khăn hiện nay